bây giờ muốn quay lại cái đó tôi múa, bây giờ tôi múa anh quay nha, anh có lấy cái điện thoại anh quay, tôi múa cái bài đó lại, rồi anh muốn quay thì anh quay, nếu anh thấy chưa rõ, đây nó dày nè, cái bài này nó có hai cái mặt, mặt nhìn ngang nè, thấy không? Mà nhìn ngang là cái cột sống nó dày nè, đúng không? Nhưng mà mình chưa làm được, nó chưa có dẻo, thì người ta phải đứng vậy, khép cái tay xuống vậy, thấy không? Thì cái chân khi khép cái tay thì cái gối sẽ chụp vô vậy, kéo từ từ lên lên, thấy không? Hai tay thằng về banh ra nè, thấy không? Ngửa người ra, đưa cái tay ra sau, hơi cong cái lưng xuống đó, rồi đẩy cái tay ra trước. Làm lẻ nè. Thì mới đầu tầm chưa quen, nửa quen mới dẻo vậy thôi đó, đó chùa nửa quen thế nè đó, nửa ngồi làm sao ngồi làm sao cái gì tôi ngồi làm sao ngồi cái thế nào ngồi cái bài này hay là cái bài nào ngồi được ngồi nè, nếu ngồi làm gì tôi ngồi làm cho bác đâu, để mà tập rồi dần dần mắt đứng lên, nếu ngồi muốn tập cái cuộc sống dẻo thì ngồi ra dày nè, thấy không, cú xuống nè đó, thấy không nè, ra dày thì ưỡn ra sau thì có cái ghế bắt đầu có té, có chồm tôi đẩy trước ngửa ra sau, để tay xuống đẩy trước chồm vậy, ngửa ra sau tại mình già mình sợ té không, giống ngựa có cái ghế rồi đẩy tay xuống đẩy ra trước vậy thôi, ngựa bỏ cái ghế là ngựa nó xong có té là nó dẻo, tại không sợ té không giống ngựa thành ăn có cái ghế cũng làm được, ông làm được liền.